Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Du Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng để Toàn quay ba của Toàn cùng với anh Hiền và chú Đường đến đây để cưa đôn đọt ba cây dầu. Thì hiện tại cái mấy cái cây dầu này thì nó rất là cao và kế bên đường dây điện 500 kV. Và đường dây điện 500 kV này thì chuẩn bị đóng điện, nên là nhờ ba của Toàn đến đây để cắt bớt phần đọt cho những cái đường dây điện này nó không phóng vào mấy cây cây dầu. Nếu mà bật điện lên là những cái nhánh dầu mà nó gieo vô cái cọng dây điện nè là nó sẽ cháy luôn, chết luôn cái cây. Nên là chủ đường dây điện mới nhờ ba của Toàn đến để cắt bớt mấy cái đọt cây dầu này. Hiện tại thì đường dây điện này chưa có điện nha cả nhà, thì vài bữa nữa mới là người ta bật điện lên đường điện. Lúc ngoài xa kia là nguyên một cái đường bờ biển luôn. Đây có mấy cái cối xe gió nè cả nhà. Hôm nay làm như gió ít hay sao nên mấy cái cánh quạt này còn không thấy quay. Bên kia cũng có luôn. Hiện tại thì Hiền đang cưa hạ gốc cây me xíu à. Ở đây là cái miếu Bắc Đế nha cả nhà, miếu Bắc Đế Hòa Đông. Các bạn đang chuẩn bị máy móc để cưa, nhưng mà nghe thằng thổi cả nhà. Nãy ba các bạn có dũa sên cái máy ít tin này. Dạ ba, hôm nay mình đi đến miếu Bắc. Hôm nay mình đi đến Bắc Đế. Bắc Đế này để cưa mấy cây này là do miếu nhờ đến cưa hay là do ai nhờ đến để cưa vậy ba? Hôm nay là mình đến cái miếu này để cắt mấy cái cành của cây dầu. Dầu này rồi khống chế chiều cao luôn, tại vì có một cái đường điện 110 kV chuẩn bị vận hành, chuẩn bị đóng điện, cho nên là bên điện lực nhờ đến đây cắt giùm 22 cây đọt này, có cây đọt nhỏ nữa. Rồi cho nên mình mới đến đây mình hỗ trợ giúp bà con mình mạnh khỏe nha. Và giờ tiến hành leo lên những cái cành nào mình gieo bên dây điện thì mình sẽ xử lý cắt đó. Dạ. Dạ, dạ. Đây là anh bên điện lực nhờ bà cũng hòa đến để cưa mấy nhánh mấy cây dầu này. Anh dạ. Đang quay phim. Anh cho em hỏi đường điện này là đường điện cao thế hay là trung thế vậy anh? Điện 110 kV. Dạ, 110 kV là chưa có dẫn điện không anh? Chưa. Dạ. Xã chưa trung thế. Dạ. Chưa vận hành mới đóng điện. Dạ. Dạ. Chưa vận hành đường điện. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, và bây giờ ba con Toàn leo lên cây dầu bự nhất trong đây nha cả nhà. Hiện tại thì anh Hiền cũng đã leo lên gần được nửa cây nhỏ rồi. Cái đường đang chuẩn bị hai bó dây để chút xíu nữa treo một cái nhánh đi cho nó rơi xuống. Rồi có mấy cái gâu sắt ba con bé vô. Gâu sắt 4, sắt 4 hay sắt 6 gì.
nhánh này cũng khá to nên là ba cái đồng đang treo dây xuống. Quấn vô thằng mẹ đó chú. Ba cái đồng mới chàng thêm một cái sợi dây đai lên cái nhánh ở trên nữa. Thì mấy cây dầu này thì chỉ mé nhánh ở phía mà nó que ve về đường dây điện thôi nha cả nhà. Còn mấy cái nhánh mà nó ve về cái miễu thì không có cắt để chừa bóng mát lại. Mình chú đường giữ dây à. Em cũng hoa lại phụ cái nhánh. Ba cái đồng mới đổi cái đầu dây treo lại cả nhà. Cái nhánh mới vừa cắt thì ba cái đồng chừa ra một cái nạn nhỏ nhỏ để máng treo qua cái nhánh bên đây. Nếu nạn không chừa thì leo lên rất là cao phía bên trên. Bây giờ treo sợi dây và cắt cái nhánh gì này dưới này được. Anh Hiền leo cao chót vót cái này đọc luôn. Cái cây nó bị ép gì đó nhỏ xíu rồi cả nhà. Bị xoay người nên là nó quấn hai vòng vô cái đọt của cái dầu. Còn vậy thì nó đứng nó không bị xoay cái người ngang bên. Từ từ chứ đừng ơi. Cái cây bên anh Hiền thì đã cưa xong rồi nha cả nhà. Thì trừ mấy cái thuộc bên đây lại. Coi cút cái nhánh nó được không? Cút luôn xuống luôn anh Hiền ơi. Để nó gất đồng ta. Cây anh Hiền đã cưa xong rồi. Cái nhánh là gieo qua bên đường dây điện.
Bác toàn đưa cái con dây chánh sáng nó cưa xuống gió khỏe vậy á. Đeo đeo người leo xuống mệt. Mà cái phòng trọi cho cái nhánh dầu nó rớt kìa. Mà nó không rớt kìa. Nhánh này ba có cần cắt sát cái vô nách trong luôn. Xuống đi, xuống bớt đi, mình kéo nổi anh Hiền ơi. Ở chỗ này, bên khu đất trống bên kia thì có chú Đường, với lại chú Đường thì nhờ thêm hai anh nữa kéo phụ qua mới qua khỏi được cái hàng rào. Thì cái hàng rào này là đất của nhà bên kia. Thì chút xíu nó sẽ cầm cái máy cưa qua, cưa cắt mấy nhánh nó gọn gọn và dục về đây lại nha cả nhà, chứ không phải để bệnh. Ba các bạn mới leo lên cái nhà nhánh này một mớ khô ở trên. Bên kia thì nó có một cái nạn nhỏ nên ba có lòng mới nạch thêm cái sợi đai qua khỏi cái nạn đó. Cái nhánh. Đây cái nhánh ở trên đầu, trên đỉnh đầu của ba có lòng thì hiện tại nó đang ve về cái đường dây điện. Đó. Cái cây bên kia, cái nhánh bên kia là cái cây bên kia nha cả nhà. Này mình mở điện lên mà không cắt mấy nhánh này là nó nổ cái bóp liền á. Nó dẫn điện. Phía bên trên đó thì mấy cái thân nó thì nó eo eo và nhánh khá là nhiều. Có lẽ là khó đi móng leo. Và các bạn hiện tại đang mở móng leo kìa.
nhánh bà con Toàn hiện nay đang cột là nó đang gieo về cái đường dây điện, nó đang muốn gài lên đường dây điện luôn. Nhánh này nằm trên đường dây điện, bà con Toàn cột chia làm hai lần cột, nếu mà còn một lần thì sợ nguyên nhánh nó quẹt đường dây điện nó mạnh. Đó, gác luôn dây điện. Nó còn dài quá, nó chưa chịu gớt. Rồi, đứt rồi. Nhưng mà hiện tại nó đang gài lên đường dây điện cao thế, chưa gớt xuống được. Mạnh nghe đi, giặt qua đây á. Gớt buông luôn Thiện ơi. Nhưng để nó giặt ngược trở lại là nguy hiểm lắm. Thấy nó qua rồi buông luôn. Có cái đường dây điện cho nó giặt 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 cái nhánh. Cái này chắc theo tuần nghĩ là ba nó còn cắt cho nó bay luôn á, khỏi treo dây nữa. Hết 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 xài dây rồi. Cái lóng này khá là bự nên ba có toàn cột dây treo lại nha cả nhà. Thì sợ cắt, nếu mà đứt bay thì sợ nó quẹt trúng qua cái đường dây điện bên kia. Đó. Khi mà nó gục cái đầu lên là, và nó bay qua thì sợ nó trúng dây điện đó. Mình ba có toàn phải cột dây treo lại. Ba anh đang kéo, hai anh với lại chú Đường. Bố anh Hiền ơi, ba con Đồng tiếp tục cưa thêm một nhánh nữa.
À, còn cái nhánh này thì theo tôi nghĩ thì cắt cái nhánh dựng đứng của cái cây này nữa là xong nha cả nhà. Nguyên cái thân dựng đứng lên đó, nguyên cái đọt đó. Còn những cái tán bên đây thì chừa lại. Nhưng mà hình như cái tược đó hình như nó còn hai cái nhánh nhỏ gì đó. Cao quá toàn thấy cũng không rõ lắm. Bà có toàn cột luôn nguyên cái đọt bự ở trên nè. Kéo cho nó ngã về bãi đất trống phía bên kia. Tại cái đọt ha, hiện tại nó đang cong về cái miếu. Mình cột kéo ra nó mới ngã được. Bác toàn đang đều hướng cho chú đường đi dây cho đúng. Đúng cái hướng rồi kéo cho nó ngã ra. Từ từ dưới nạn anh Hiền ơi. Dướng nó gài cái nạn nhỏ. Anh này như đang chạy lại phụ à. Kéo phụ. Trời, cái nạn nó khó chịu quá cả nhà ơi. Giờ phải quấn vô cái gốc cây nào đó để kích một người nắm dây, quấn một vòng vào cái cây và người kích dây. Khi mà buông ra thì nó không nhả lại, không nhả cái nhánh cây lại.
xả bớt miếng anh ơi. Nó vào cái tầng xuống mở ra luôn này. Xô nó ra. Rồi xuống từ từ thôi. Rồi xuống. Tại ba có toàn treo cái nhánh nằm nó ve về cái miếu á, nên cái đó nó giặt về. Ơ sao cái cây ngã rồi? Cây tự nhiên ngã được. Rồi nhánh xuống được luôn rồi cả nhà. Rồi anh xá đều đều đi. Trời ơi sao trước con dây vô đó hèn gì. Hả? Dứng không dây vô cái nhánh. Thôi thôi anh xuống từ từ đây, xuống từ từ đây. Thôi xuống từ từ đây. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thôi hả? Rồi cái cây này đã cưa xong rồi nha cả nhà. Bây giờ đã hoàn thành được hai cây và còn cây còn lại nữa thôi. Cây này thì cưa hết nhánh luôn cả nhà, tại cái cây nó mọc nhánh toàn là bên đường dây điện không à, là phải cưa hết nhánh luôn, cưa bỏ hết mấy nhánh luôn. Cũng có thể là ba cái đoàn sẽ cắt sát cái nạn cái chỗ chân đứng vào. Ôi cái nạn đó không có cưa rồi cả nhà ơi. Ba có toàn về đu dây xuống rồi. Cục này không mấy kilo. Anh ba cũng hôm mới vừa xuống nghỉ mệt rồi, anh Hiền tiếp tục leo lên cây ở phía ngoài.
Đây giờ anh Hiền anh leo lên cưa cái cây thứ ba nha cả nhà, cũng là cây cuối cùng trong ba cây này. Thì nãy ba có đồng cưa cái cây lớn bên kia thì cũng khá là mất sức, nên là anh Hiền anh thay thế ba có đồng lên cưa cái cây này. Lên ngay cái nhánh đó khó mà qua lại. Là tới cái nhánh anh đứng xoay xoay hoài cả nhà, không biết đứng hướng nào là chắc cho nó đúng. Bên dưới này thì có cái đường dây điện nhỏ nè, đường dây điện băng quang lộ. Thì anh cười cũng phải né cái đường dây điện bên dưới nha cả nhà. Hình như toàn thấy hai cái đường dây điện này, hai cái cọng dây điện này là hai cọng nè. Theo tôi nghĩ đó, cái guộc đó bằng nhôm. Dạ, có xe chứ đường ơi. Mới nghe vậy chứ được. Dướng nhánh rồi. Oh.
nhánh nhỏ này gài lên dây điện mà do sức nặng của cái nhánh quá, đây là nó cái nhánh nó tét luôn cái nhánh nhỏ, thôi nữa nó gớt xuống không là mắc còng dữ lắm rồi. Cái này nó bị chết đọt rồi nha quý vị. Cái dòng nó bị chết đọt rồi quý vị ơi. Trời, nó nát luôn rồi. Nục mục nát rồi. Đây là xe đợi hơi lâu.
Toàn nghĩ là cái cây này đã cắt xong rồi đó cả nhà. Xong ba cây rồi cả nhà ơi. Này sao em thấy anh dẫm leo vào cái thân cây nó bị dột vậy anh? Ông có đủ sức hay là sao? Nó dột cái mắt á. Cái dưới cái mắt cái đó mình tránh vô cái dưới cái này. Thấy không chớ mẹ nó vô sâu được. Dạ. Nó cây ngay á rồi nó dễ vô và ngay mắt cái mình thắng vô. Dạ. Nó bị mấy cục gù nhỏ nhỏ ha. Rồi bị dướng lên cái ớt ở trên. À dướng vô mà vô nó sâu không được. Dạ. Rồi nhìn bên đây cho em xin tắm nha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi em cảm ơn. Vô. Vô chụp hình. Vô cái khăn luôn đi. Nó vô đi. Mày nè bên này. Cái chưa? Ok. Cho bốn người, cho bốn người. Đó. Cho bốn người. Kệ anh vô chụp đi anh. À, anh vô nói anh vô chụp đi. Vô cho đủ kha. Anh lấy tấm hình cho. Ba người. Chụp cái đẹp đây. Cặp cặp cái này. 1 2 3. Và rất là ăn chụp luôn. Một, hai, ba. Rồi. Đây hồi nãy thì mấy cái nhánh dầu nó vương qua cái đường dây điện, giờ cũng cắt ra trống rồi cả nhà. Về thì có thể bật điện lên được rồi nè. Thì nó không có phóng điện ra được qua những cái cây được. Rồi vậy là cũng đúng, cũng đã xong. Bác cái đồng với anh Hiền cũng đã cưa hoàn thành được ba cây dầu rồi, cưa mấy nhánh. Rồi vậy thôi, tôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.